Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 6 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban liên lạc tỉnh ủy viên hưu trí tổ chức gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư tỉnh ủy đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên thăm các mô hình trang trại tiêu biểu ở huyện Ân Thi. Kết thúc lịch gieo cấy nhưng một số địa phương chưa hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở xã Đặng Lễ do các hộ chăn nuôi xả thải bừa bãi. Gặp gỡ nữ trưởng khoa tận tâm với người bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban liên lạc tỉnh ủy viên hưu trí tổ chức gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất. Đến dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy Đặng Văn Cào, Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Thông. Đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ban liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí hiện có trên 85 đồng chí, chủ yếu đang sống tại tỉnh và thành phố Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, các đồng chí luôn phát huy vai trò nòng cốt và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân quan trọng trong việc giáo dục động viên con cháu và thế hệ trẻ ở địa phương nơi cư trú. Các cựu tỉnh ủy viên bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển của tỉnh, đồng thời có nhiều ý kiến góp ý, đề xuất trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ ở cơ sở, việc quy hoạch quản lý và định hướng phát triển. Đồng thời tin tưởng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng các cấp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ đã nghỉ hưu nói chung, các đồng chí tỉnh ủy viên hưu trí nói riêng. Mong các đồng chí tiếp tục là những tấm gương sáng trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát một số thành tựu nổi bật tỉnh nhà đạt được trong năm 2017, một số định hướng phát triển cơ bản năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đưa ra trong buổi gặp mặt và mong rằng sẽ thường xuyên được đón nhận sự quan tâm góp ý, kinh nghiệm của các cựu lãnh đạo cho sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp đầu xuân mới, Ban liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí đã tổ chức chúc thọ tặng quà 5 thành viên tròn 70 và 75 tuổi. Ngày 5 tháng 3, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đi thăm một số mô hình kinh tế trang trại tiêu biểu tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đến thăm mô hình trang trại trồng cây ăn quả của bà Thiều Thị Tinh, thôn Đỗ Hạ, trang trại tổng hợp nuôi vịt trời, cá và trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Đức Diệp, thôn Đỗ Thượng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, vượt khó mạnh dạn đầu tư của các chủ trang trại trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa vào sản xuất thành công các cây con giống mới cho năng suất chất lượng cao. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chỉ đạo các ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển hệ thống trang trại đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các chủ trang trại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Ân Thi phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là có các cơ chế chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn vay để khuyến khích các cá nhân, tập thể sản xuất kinh doanh theo quy mô tập trung, tiêu chuẩn chất lượng cao, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chiều nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2017, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh, chất lượng từng bước được nâng cao. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng và cho toàn dân được thực hiện tích cực.
Năm 2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tiếp tục kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh các cấp, thường xuyên rà soát nắm chắc số lượng các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, cho học sinh, sinh viên và toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, năm 2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh cần chủ động tiến hành toàn diện công tác giáo dục quốc phòng an ninh đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc. Các đơn vị và địa phương rà soát kỹ, báo cáo kịp thời các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, tích cực đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng phù hợp với thực tiễn địa phương, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh trong các nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho nhân dân. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự sinh hoạt thường kỳ tháng 3 năm 2018 tại chi bộ 3 thôn Quang Trung, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Chi bộ 3 thôn Quang Trung có tổng số 36 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt. Trong những năm qua, chi bộ 3 thôn Quang Trung luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, là hạt nhân trong các phong trào ở địa phương. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 3 năm 2018, chi bộ đã nghe thông tin về tình hình công tác tháng 2 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong tháng 3. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trong công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự của chi bộ 3 thôn Quang Trung, xã Tân Hưng, đồng thời gợi mở một số giải pháp để chi bộ thôn tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng như xây dựng nội dung các cuộc họp chi bộ theo chuyên đề. Trước mắt là những chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xác định rõ vấn đề và cách giải quyết vấn đề để đưa ra bàn bạc thống nhất, các đảng viên cần nêu cao tinh thần tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ, đồng thời gương mẫu thực hiện trước, sau đó vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng thực hiện, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho bà con nhân dân, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, ngăn ngừa các tai tệ nạn xã hội ở địa phương, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Theo kế hoạch của tỉnh, đến hết ngày 5 tháng 3, tất cả các địa phương phải hoàn thành gieo cấy vụ xuân. Nhưng đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Văn Lâm chưa hoàn thành tiến độ. Toàn huyện Văn Lâm hiện đã gieo cấy được gần 2.800 hectare lúa vụ xuân, chiếm 93%. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện, các xã Việt Hưng, Lương Tài, Đại Đồng cơ bản đã hoàn thành. Hơn 200 hectare chưa gieo cấy, chủ yếu ở các xã Trương Chắc, Lạc Hồng, Đình Tù và thị trấn Như Quỳnh. Đây là những địa phương diện tích đất trồng lúa không nhiều. Phần lớn lao động địa phương tham gia sản xuất công nghiệp dịch vụ nên không mặn mà với trồng lúa. Hiện huyện Văn Lâm đang tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, khung thời vụ rau cấy vụ xuân đã kết thúc, nhưng cho đến nay, nhiều diện tích rau cấy trên địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Kim Động chưa được cấy xong. Xã Toàn Thắng có tổng diện tích gieo cấy là 410 ha. Tuy vậy, đến nay, người dân mới gieo cấy được trên 70% diện tích. Việc cung ứng nước phục vụ lúa xuân trên địa bàn đầy đủ, thuận lợi. Nguyên nhân chính được xác định là do người dân nơi đây đi làm ăn xa nhiều, thường cấy từ ngày 2 tháng 3. Dự kiến xã hoàn thành gieo cấy vào ngày 8 tháng 3. Được biết, Toàn Thắng từ nhiều năm nay luôn là xã có tiến độ cấy muộn nhất so với các xã khác trên địa bàn huyện Kim Động. Những năm qua, nhiều đoạn kênh mương tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi bị ô nhiễm nặng do chất thải trong chăn nuôi xả ra môi trường. Nước tại các kênh mương luôn trong tình trạng đen đặc, nổi váng, sủi bọt và bốc mùi hôi thối. Đây là hậu quả của việc gần 10 hộ chăn nuôi của xã, chủ yếu là nuôi vịt, xả thải trực tiếp ra môi trường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của bà con. Nhiều đoạn kênh mương nằm ở ven huyện lộ 60, đoạn đi qua địa bàn xã Đặng Lễ, tình trạng ô nhiễm trên gây mất mỹ quan. Được biết, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có nhắc nhở, tuy nhiên do chưa kiên quyết, mức độ xử phạt chưa đủ tính răn đe nên các vi phạm luôn tái diễn. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, trong tháng 2 vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường đối với 15 tổ chức và 2 cá nhân. Như vậy, từ đầu năm đến nay, có 28 trường hợp xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường. Các vi phạm chủ yếu gồm quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định, xả chất thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường, khai thác tài nguyên trái phép trái quy định,
tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 6 tháng 3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt và tuyên dương phụ nữ công an tiêu biểu năm 2017, trao giải cuộc thi viết vẽ Con yêu mẹ chiến sĩ công an, tọa đàm về phương pháp giáo dục trẻ với chủ đề Hướng dẫn con tự bảo vệ mình để con biết nói không với lạm dụng tình dục và xâm hại tình dục trẻ. Năm 2017, hội đã tổ chức hàng chục lượt thiện nguyện, tặng gần 300 xuất quà cho các cháu khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền lên tới gần 500 triệu đồng. Đồng thời làm tốt công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động biểu dương, tặng quà con em cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm qua, 100% hội viên phụ nữ công an tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra, hàng chục lượt hội viên được các cấp khen thưởng. Tại buổi gặp mặt, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức giao lưu tọa đàm về phương pháp giáo dục trẻ em với chủ đề Hướng dẫn con tự bảo vệ mình, để con biết nói không với lạm dụng tình dục, xâm hại tình dục trẻ em. Tại lễ kỷ niệm, có 12 hội viên được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ tặng kỷ niệm chương, 6 hội viên công an tiêu biểu được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, 20 cháu là con em của các hội viên trao giải cuộc thi viết vẽ Con yêu mẹ chiến sĩ công an. Thưa quý vị và các bạn, 2 tuần sau nghỉ Tết Nguyên đán, các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đều trong tình trạng đông bệnh nhân đến khám, chủ yếu là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Cụ thể, theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, trung bình một ngày có 700 bệnh nhân đến khám. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối có 750 bệnh nhân, cao điểm lên tới 800 bệnh nhân, tăng 30% so với ngày thường. Còn lại, bệnh viện tuyến huyện như Trung tâm Y tế Tiên Lữ và Trung tâm Y tế Yên Mỹ, trung bình một ngày tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân, cao điểm lên tới 600 bệnh nhân. Nguyên nhân là do trong những ngày sau Tết, nhiệt độ thời tiết chênh lệch lớn giữa ngày và đêm nên số trẻ em đến khám và nhập viện do viêm đường hô hấp tăng cao. Những bệnh nhân điều trị dài ngày tại bệnh viện cũng đã quay trở lại sau những ngày nghỉ Tết, cộng với lượng bệnh nhân khám, cấp cứu gia tăng. Mặc dù đã tiên lượng trước tình hình và chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, nhưng do số lượng bệnh nhân tăng cao nên vẫn xảy ra tình cảnh bệnh nhân phải chờ đợi lâu tại các bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, nhanh nhẹn hòa nhã với đồng nghiệp, tận tâm, hết lòng vì người bệnh, với những động tác châm cứu, bấm huyệt thành thạo, giúp họ đẩy lùi những cơn đau nhức, chính là những phẩm chất của bác sĩ chuyên khoa 1 Bạc Thùy Lan, trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng Yên. Là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại xã Quang Huy, huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La, chị Bạc Thùy Lan ngay từ khi còn nhỏ đã ước mơ trở thành bác sĩ. Vì vậy, chị đã phấn đấu học tập và trở thành y sĩ y học cổ truyền, công tác ngay trên chính mảnh đất quê hương. Sau đó, năm 2003, chị tiếp tục theo học tại trường Đại học Y Thái Nguyên. Có lẽ là cơ duyên, sau khi tốt nghiệp, chị đã quyết định về công tác tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên. Trong công tác khám và điều trị bệnh, bác sĩ Lan đã cùng các đồng nghiệp luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động. Cùng với đó là tổ chức thực hiện tiếp đón, phân loại bệnh nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người bệnh. Ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, lương y như tử mẫu, thấu hiểu được sự đau đớn của người bệnh, không chỉ là người thầy thuốc tận tâm, chị còn luôn động viên tinh thần, gần gũi, cởi mở, giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau về thể xác, nỗ lực đẩy lùi bệnh tật. Đặc biệt, những bệnh nhân trực tiếp được bác sĩ Lan điều trị đều đánh giá rất cao khả năng xoa bóp bấm huyệt của chị. Tôi được vào đây từ hôm mùng 8 Tết, được bác sĩ Lan và các bác sĩ, y sĩ bác sĩ và được điều dưỡng đến đây chăm sóc rất nhiệt tình và chu đáo và dặn dò rất cẩn kẽ. Bác sĩ Lan thì hàng ngày thì bác ấy xoa bóp bấm huyệt, sau khi xoa bóp bấm huyệt xong, người tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng và thoải mái, nó dần dần bệnh nó chuyển biến tốt hơn. Tôi bị tai biến mạch máu não, tôi vào đây điều trị hơn một tháng mà được các bác sĩ, nhất là bác sĩ Lan chăm sóc mà giúp đỡ tận tình lắm, bảo ban đến nơi đến chốn. Thế bác cận tình, bác đến kiểm tra liên tục. Năm 2012, bác sĩ Lan được bổ nhiệm làm trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh. Gần 6 năm trên cương vị này, chị đã cùng tập thể các y bác sĩ của khoa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do ngành y tế nói chung và bệnh viện phát động. Bác sĩ Bạc Thùy Lan là một người có trình độ chuyên môn cao, sống đối với nhân viên trong khoa thì bác sĩ sống rất là chan hòa. Đặc biệt đối với những nhân viên mới như chúng tôi thì bác sĩ cũng tận tình chỉ bảo,
những cái mà chúng tôi chưa rõ, chưa biết, còn thiếu sót và hạn chế, kể cả trong chuyên môn lẫn cách đối xử với người bệnh. Với những đóng góp đó, trong 4 năm gần đây, bác sĩ Lan đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Thế nhưng, sự tin yêu của người bệnh và bạn bè đồng nghiệp chính là ghi nhận xứng đáng nhất cho những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bác sĩ Bạc Thủy Lan khi đã khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, để chủ động ngăn chặn và phòng chống dịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản lưu ý các địa phương. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch cúm gia cầm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán sản phẩm gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc, thường xuyên khử trùng các điểm kinh doanh gia cầm, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để phát hiện xử lý vi phạm trong kinh doanh vận chuyển gia cầm nhập lậu. Chi cục thú y cần tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, triển khai mua sắm cung ứng vật tư thú y theo đúng kế hoạch, có phương án xử lý khi phát sinh ổ dịch, tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Nhằm ngăn ngừa dịch cúm gia cầm có thể lây lan và phát sinh vào địa bàn, nhiều ngày nay các hộ chăn nuôi gà Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng dịch. Do chăn nuôi với số lượng lớn lại là giống gà Đông Tảo cho giá trị kinh tế cao, nên để bảo vệ tài sản của gia đình các hộ chăn nuôi, trên địa bàn xã Đông Tảo đã chủ động các biện pháp phòng bệnh. Bên cạnh biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng như bổ sung vitamin, khoáng chất, tăng cường rau xanh. Theo kinh nghiệm của các hộ chăn nuôi, vào thời điểm thời tiết giao mùa, mưa phùn, độ ẩm không khí cao như hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Do vậy, các hộ chăn nuôi đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch như che chắn chuồng trại, tránh mưa tạt gió lùa, không thả gia cầm khi trời mưa và sương muối, tiêm đầy đủ các loại vaccine và vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi, đặc biệt hạn chế thấp nhất người ra vào chuồng nuôi. Thời điểm hiện tại, cây có múi đang trong giai đoạn ra hoa. Tuy nhiên, do thời tiết mưa phùn, độ ẩm không khí cao nên một số diện tích đã bắt đầu xuất hiện sâu bệnh gây hại. Để giúp nhà vườn có thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại, một thông tin cùng nhà nông hôm nay sẽ hướng dẫn bà con về biện pháp phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả trên cây có múi giai đoạn ra hoa và đậu quả. Gia đình ông Dương Văn Thỏa, thôn An Châu 2, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên trồng gần một mẫu cây có múi, chủ yếu là cam Hưng Yên, bưởi Diễn. Do biết cách trồng và chăm sóc nên vườn cây ăn quả của gia đình năm nào cũng cho thu nhập cao. Ông Thỏa cho biết, riêng năm 2018 này, gia đình tập trung chăm sóc, xử lý để cây cho thu hoạch sớm, nên thời điểm hiện tại, vườn cây của gia đình hoa đã nở rộ, nhiều cây đã đậu quả. Tuy nhiên, do thời tiết những ngày vừa qua xuất hiện mưa phùn, độ ẩm không khí cao, nên vườn cây của gia đình Âu Thỏa cũng như nhiều vườn khác đã bắt đầu xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại. Trong cái thời điểm này, thì đề nghị bà con lưu ý và thực hiện một số cái biện pháp sau. Thứ nhất là kiểm tra trên ruộng đồng, trên vườn nhà mình, và phải phát hiện sớm các cái đối tượng sâu hại như là sâu vẽo bùa, bọ trĩ, nhện đỏ. Đây là các cái đối tượng sâu gây hại nghiêm trọng ở giai đoạn ra hoa. Để đảm bảo năng suất, mẫu mã quả khi thu hoạch, các chủ vườn cần chủ động chăm sóc, theo dõi diễn biến của cây trồng để có biện pháp ngăn chặn và phòng bệnh hiệu quả, tránh hiện tượng sâu bệnh gây hại nặng làm giảm khả năng đậu quả, gây rụng quả hoặc thành sẹo trên quả. Để cây có múi phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, các chủ vườn nên áp dụng biện pháp duy trì độ ẩm, bón phân cân đối bằng cách pha loãng phân để tưới cho cây khi đất khô hanh, đồng thời tiến hành các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại. Đối với các đối tượng này, ta sử dụng thuốc có phổ tác động rộng như là Vitasil 40 EC và thuốc Confidor 700 virus G, các thuốc đặc trị. Ngoài ra là nếu mà xuất hiện nhện đỏ với một độ cao thì ta sử dụng các thuốc trừ đặc trị nhện đỏ như là Ortus Detex. Ngoài ra, một số vườn cục bộ xuất hiện cái bệnh nét cam do vi khuẩn nét do vi khuẩn Santomonas citri, thì bà con phối hợp phòng trừ cái bệnh này bằng các thuốc trừ phòng vi khuẩn thì sẽ mang lại kết quả tốt, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt và giai đoạn ra hoa
đậu quả. Để công tác phòng chống sâu bệnh đạt hiệu quả cao nhất, các nhà vườn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và thường xuyên kiểm tra vườn của gia đình mình, phát hiện sâu bệnh sớm để phòng trừ kịp thời bằng các thuốc đặc trị. Cần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả tại thời điểm gặp trời rét, nhất là ở thời điểm hoa nở để giảm ảnh hưởng đến đậu quả.